đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta phải chết cho quê hương. Hai Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2254 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Bộ Tài nguyên Môi trường cấm báo chí dự họp. Các nhà lập pháp Hồng Kông chống Bắc Kinh bị mến nhiệm. Lễ quốc khánh Pháp đã diễn ra tại Paris. Ấn Độ phát triển hỏa tiễn có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ Trung Cộng. Mỹ dự tính trừng phạt các doanh nghiệp Trung Cộng làm ăn với Triều Tiên. Trung Cộng yêu cầu gia đình Lưu Hiểu Ba hỏa táng thi hài của ông. Nam Dương đổi tên biển để khẳng định chủ quyền. Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino có thể bị kết tội. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này là luật sư Trần Quốc Hiền, tiếp tục với chủ đề Đối thoại với Cộng sản. Và sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm thân hữu tập hợp đồng tâm tại Sydney, Úc Châu trong buổi barbecue để gây quỹ cho đài Đáp Lời Sông Núi. Đồng thời để vinh danh ông Lê Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Miên Dương trình bày sau đây. Bộ Tài nguyên Môi trường Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cấm báo chí tham dự phiên họp tổng kết 6 tháng của mình vào sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 7 vừa qua. Lý do được đưa ra vì đây là phiên họp nội bộ. Các phóng viên báo chí nói rằng đúng ra đây là cơ hội cho các vị lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường giải đáp những thắc mắc của dư luận về những việc làm thiếu trách nhiệm gần đây, nhất là chuyện bộ này cho phép các nhà máy đổ gần 1 triệu tấn chất thải bùn nạo vét xuống vùng biển Bình Thuận. Tòa án tối cao đặc khu Hồng Kông đã ra phán quyết không công nhận quyền đại biểu của 4 nhà tranh đấu cho dân chủ vào ngày hôm qua, 14 tháng 7. Lý do được đưa ra là những đại biểu này đã không đọc đúng lời tuyên thệ nhậm chức trước khi chính thức làm việc. Phán quyết trên tức khắc bị phe ủng hộ dân chủ lên tiếng phản đối, cho rằng Bắc Kinh đã sử dụng hệ thống tư pháp Hồng Kông để chặn đứng mọi hoạt động cổ võ cho dân chủ. Như vậy, phe dân chủ Hồng Kông mất một nửa số ghế ở Hội đồng Lập pháp. Sự việc này cho thấy Bắc Kinh gia tăng kiểm soát các hoạt động chính trị tại đặc khu hành chính này. Ngày 14 tháng 7 là ngày quốc khánh của nước Pháp. Lễ duyệt binh truyền thống ngày quốc khánh bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại Paris, có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dàn khách mời danh dự, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ Pháp, cùng nhiều chiến đấu cơ, xe tăng và trang thiết bị quân sự hiện đại. Ngoài ra, cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của lực lượng quân đội Mỹ với khoảng 200 binh sĩ. Phi cơ Pháp nhả khói ngoạn mục trên bầu trời Paris, tạo thành quốc kỳ Pháp. Trước mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định mối quan hệ thân thiết không thể tách rời với nước Mỹ. Hãng tin Ấn Độ PTI cho biết, chiến lược phát triển hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ hiện nay là để đối đầu với Trung Cộng, chứ không phải Pakistan như trước đây. Theo bản tin này, hiện nay Ấn Độ đang chế tạo những loại đầu đạn có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Trung Cộng, từ các căn cứ đặt ở miền Nam Ấn Độ. Ấn Độ hiện đã sản xuất đủ plutonium dùng cho khoảng 150-200 đầu đạn hạt nhân, nhưng chỉ mới chế tạo từ 120-130 đầu đạn.
Việc phát triển các hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử Agni-2 nhắm vào các mục tiêu ở miền Tây, miền Trung và miền Nam Trung Cộng với tầm hoạt động trên 2.000 cây số. Ngoài ra, loại hỏa tiễn này còn có đủ khả năng bay từ phía đông bắc Ấn Độ để tấn công hầu hết các mục tiêu trên lãnh thổ Trung Cộng, kể cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngày 14 tháng 7, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, trong vòng vài tuần tới, chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng một số biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng nhỏ và các công ty của Trung Cộng có quan hệ thương mại với Bắc Hàn. Tuy nhiên, các ngân hàng lớn của Trung Cộng không nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ lần này. Thời điểm và phạm vi áp dụng lệnh trừng phạt này của Mỹ sẽ phụ thuộc vào thái độ của Trung Cộng đối với Bắc Hàn trong cuộc đối thoại kinh tế cấp cao Mỹ-Trung sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 19 tháng 7 tới. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, ngay sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời, nhà cầm quyền Trung Cộng đã yêu cầu gia đình ông phải hỏa táng thi hài và rải tro trên biển vì họ sợ những người hâm mộ ông sẽ tụ tập để tưởng niệm. Tuy nhiên, gia đình đã từ chối và yêu cầu nhà cầm quyền hoàn trả thi hài của ông. Sau khi nghe tin nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Cộng Lưu Hiểu Ba qua đời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và nhiều tổ chức nổi tiếng quốc tế đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và bày tỏ sự cảm phục ông là người đã cống hiến trọn đời mình để tranh đấu cho đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn. Hôm 14 tháng 7, Nam Dương quyết định đổi tên vùng biển ở khu vực đặc quyền kinh tế phía Bắc nước này từ biển Nam Trung Hoa thành biển Bắc Neptuna, nhằm khẳng định chủ quyền đối với khu vực biển quanh quần đảo Neptuna, nơi thường có những vụ đụng độ với Trung Cộng liên quan đến quyền đánh bắt cá. Khu vực được đổi tên này vốn nằm trong đường chính đoạn mà Trung Cộng vẽ ra và đòi chủ quyền. Từ gần 2 năm qua, Nam Dương đã gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực và đã có nhiều lần bắt giữ các ngư dân Trung Cộng đánh cá trái phép tại khu vực này. Ngày 14 tháng 7, Cơ quan chống tham nhũng phi luật tân có lệnh tiến hành vụ kiện hình sự đối với cựu Tổng thống Benigno Aquino liên quan đến cuộc đột kích không thành công cách đây 2 năm nhắm vào các phiến quân khủng bố Al-Qaeda ở đảo Mindanao. Cuộc đột kích này đã dẫn tới cái chết của 44 biệt kích cảnh sát. Lý do là vì ông Aquino đã cho phép cảnh sát trưởng Alan Pirisima vốn bị phía thanh tra đình chỉ công tác vì các cáo buộc tham nhũng, tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công. Theo luật pháp phi luật tân, những nhân vật bị đình chỉ công tác không được phép thực hiện hay can thiệp vào bất kỳ công việc nào của nhà nước. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch đảng Tân Đài Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa ông, có một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần này, và một trong những sự kiện nổi bật là trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, 13 tháng 7 tại Paris, lãnh đạo hai nước Pháp và Mỹ đã không tiếc lời ca ngợi quan hệ song phương. Ông có nhận xét gì về chuyến công du này của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thưa ông Nguyên? Thưa Nải Sơn và thưa quý vị, Tổng thống Trump đi Pháp trong 2 ngày 13 Tây và 14 Tây tháng 7. Ngày 14 Tây tháng 7, ông dự quốc khánh của Pháp, tức là kỷ niệm 200 năm ngày phá ngục Bastille, tức là cách mạng Pháp. Nhìn qua thì chúng ta thấy trong chuyến đi này về phía ông Trump có những điểm chánh như sau. Thứ nhất là ông muốn lánh mặt những scandal đang xảy ra tại thủ đô Washington. Những scandal này làm cho ông rất là nhức đầu và không giải quyết được. Nhất là sự kiện vừa xảy ra là con của ông là ông Trump Jr. hồi tháng 6 năm ngoái 2016 gặp bà luật sư Nga về việc làm thiệt hại cái chiến dịch Clinton mà Nga đã ăn cắp được tài liệu. Đó là điểm thứ nhất là lánh mặt thủ đô, và điểm thứ hai chúng ta thấy là ông Trump vẫn muốn duy trì cái quan hệ với những cái quốc gia ở Âu Châu, đặc biệt là với Pháp.
Và thứ ba là chúng ta thấy là trong ba chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Trump đều đi về phía Âu Châu, cho thấy là ông ta đặt nặng ở vấn đề Âu Châu và cảm thấy thoải mái bên phía Âu Châu nhiều hơn là phía Á Châu. Những điểm mà hai bên có thể gặp nhau là vấn đề khủng bố, vấn đề Iraq, vấn đề Syria, vấn đề phòng thủ NATO và vấn đề thương mại. Và một điểm có thể nói là rất là khó đồng ý và hai bên tìm cách tránh né là vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề mà ông Trump đã rút ra khỏi cái hiệp định biến đổi khí hậu năm 2015 ở Paris. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là ông Macron coi như là muốn chứng tỏ là mạnh hơn ông Trump, đã bóp tay ông Trump ở hội nghị NATO và tuyên bố rằng ông sẽ làm cho địa cầu vĩ đại hơn, để chống với cái khẩu hiệu của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Nhưng bây giờ ông Macron có vẻ là ngoài chuyện muốn chứng tỏ mình là lãnh đạo mạnh, còn muốn tìm cách là kéo ông Trump về với cái cộng đồng thế giới. Một người mà được coi là bị quốc tế ruồng bỏ, chủ trương nước Mỹ co cụm, thì ông Macron muốn thuyết phục ông Trump là đừng theo chủ trương đó nữa. Dạ thưa anh. Trong một diễn biến khác, nhà cầm quyền Trung Cộng đã yêu cầu gia đình của người đoạt giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Bạc phải hỏa táng thi hài của ông và rải tro ngoài biển, vì họ không muốn ông được chôn cất ở một nơi mà người ta có thể tụ tập để tưởng niệm. Ngoài ra, cơ quan kiểm duyệt nước này ra sức xóa bỏ hình ảnh những ngọn nến, thông điệp hãy an nghỉ và những lời thương tiếc khác dành cho ông ra khỏi mạng xã hội, cũng như tìm cách dập tắt các cuộc thảo luận về cái chết của ông này. Ông có thể lý giải tại sao Trung Cộng họ lại lo sợ đến như vậy, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Trung Quốc thật sự lo sợ là một cuộc cách mạng dân chủ xảy ra nhân cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Bởi vì nếu cuộc cách mạng xảy ra thì Cộng sản Trung Quốc kỳ này không thể đàn áp được như Thiên An Môn trước đây, và nó sẽ đưa tới sự sụp đổ của chế độ. Chúng ta còn nhớ là ở Thiên An Môn thì do là cái tang lễ của ông Hồ Diệu Bang mà các sinh viên đã tụ tập để mà truy điệu, và nó đưa tới cái biến cố Thiên An Môn. Do đó Cộng sản Trung Quốc không muốn lặp lại cái tiền lệ này. Hiện giờ thì tình trạng của Trung Quốc cũng rất là lo lắng là cuộc cách mạng có thể xảy ra, bởi vì cuộc cách mạng nó cần các yếu tố như lòng dân đã đến mức mà gọi là tức nước và sắp vỡ bờ. Người dân họ không chịu đựng được nữa cái trật tự hiện hữu do cái đảng Cộng sản đóng khung cho họ, và họ muốn thoát ra. Do đó chỉ cần một ngoài nổ là nó có thể thoát ra. Yếu tố thứ hai là cuộc cách mạng xảy ra thì cần cái sự hướng dẫn của trí thức xăng tay áo và dấn thân vào. Do đó mà chúng ta thấy là lý do tại sao Cộng sản Việt Nam trong những ngày qua họ rất là lo sợ giáo sư Ngô Bảo Châu và đang tìm cách để bêu xấu giáo sư Châu, là bởi vì giáo sư Ngô Bảo Châu là một người có uy tín trí thức, có uy tín trên thế giới và đang bênh vực vấn đề dân chủ đất nước. Một điểm nữa là cần sự rạn nứt không thể nào hàn gắn được của cái giai cấp thượng tầng, tức là giai cấp lãnh đạo, mà muốn giải quyết thì không thể giữ cái chế độ được, không thể tiếp tục nổ ở bên trong chế độ mà nó phải nổ ra bên ngoài. Một yếu tố mà có thể nói rằng là không phải then chốt nhưng mà nếu có thì rất tốt là cái sự hỗ trợ của bên ngoài. Tiếc là ông Tổng thống Trump khi ở Paris hôm 13 Tây lại ca ngợi ông Tập Cận Bình và không nhắc gì tới cái chết của ông Lưu Hiểu Ba, làm cho chúng ta nhớ trước đây hồi 1989 ông Bush, Tổng thống Bush cha, ông không can thiệp vào cái vấn đề Thiên An Môn để hỗ trợ sinh viên, và ông lại thay thế ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Bắc Kinh là ông đại sứ Thanh bên phía sinh viên. Do đó mà ngày nay Cộng sản Trung Quốc cũng như Cộng sản Việt Nam, họ biết rằng là chế độ có thể là sụp đổ bất cứ lúc nào và họ rất là lo sợ. Dạ thưa anh.
Ông vừa nhắc đến trường hợp giáo sư Ngô Bảo Châu. Quả thật trong tuần qua, Cộng sản Việt Nam tung dư luận viên của họ lên mạng xã hội đánh phá nhà toán học này một cách thậm tệ, với những từ ngữ mà tôi không tiện nhắc lại ở đây. Theo ông thì tại sao lại có cái chiến dịch đánh phá này ạ? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, giáo sư Châu là một người thân phía ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng là một nhà trí thức yêu chuộng tự do dân chủ. Trước đây khi ông Thủ tướng Dũng còn quyền lực thì những phát biểu cởi mở hay bênh vực dân chủ của giáo sư Châu tuy phe giáo điều khó chịu nhưng họ cũng không dám nặng tay với giáo sư Châu. Nhưng ngày nay thì khác. Ngày nay thứ nhất là ông Thủ tướng Dũng đã về vườn. Phe ông đang bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đuổi tận giết tuyệt. Như Đinh La Thăng hay là con ông Dũng là Thanh Phượng hay là Thanh Nghị hay là ông Nguyễn Văn Bình hay là ông Tô Lâm vân vân. Thứ hai là mức độ căng thẳng, bất mãn trong xã hội đối với chế độ đang đi gần đến cái điểm là tức nước vỡ bờ. Do đó một cái ngòi khai thông nhỏ có thể đưa đến một cuộc cách mạng to, do dân chúng không còn chấp nhận cái trật tự hiện hữu do Cộng sản áp đặt và khống chế lâu nay nữa. Thứ ba là cái giới trí thức dấn thân và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm để hướng dẫn lãnh đạo quần chúng, họ can đảm hơn trước. Điển hình là giáo sư Châu lên tiếng binh vực Mẹ Nấm và chỉ trích phe giáo điều tôn thờ hình tượng Hồ Chí Minh. Thứ tư là nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay càng ngày càng tan rã. Như mới đây, chúng ta thấy Thiếu tướng Quỳnh Hương tố cáo ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là không xứng đáng, không đạo đức, không phẩm chất, có quan hệ bất chánh với cô Vân, là khống chế toàn bộ cái dược phẩm của quân đội. Thì nói tóm lại, chế độ hiện nay thật sự đang lung lay tận gốc rễ, rồi rất dễ là tự sụp đổ trên chính bản thân của nó mà không cần đối lực lớn lao ở bên ngoài. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Tiếp theo đây, như thường lệ, vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 5 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tuyên bố này đã dẫn đến nhiều ý kiến, suy luận về bản chất của đối thoại, hoặc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại nêu ra vấn đề đối thoại trong giai đoạn này, và chúng ta cần có thái độ và quan điểm như thế nào đối với lời tuyên bố sẵn sàng đối thoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này và các tuần lễ kế tiếp, Đài Đáp Lời Sông Núi xin mời quý thính giả theo dõi ý kiến và nhận định của luật sư Trần Quốc Hiền về vấn đề này. Ông Hiền là một người đã tham gia đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước và đã từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù 5 năm. Luật sư Trần Quốc Hiền tham dự cuộc thảo luận này từ Amsterdam, thủ đô Hà Lan, nơi ông cùng gia đình cư ngụ gần 3 năm qua. Hải Nguyên xin kính chào luật sư Trần Quốc Hiền ạ.
Vâng, xin chào anh Hải Nguyên và xin chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi ạ. Trước hết có lẽ xin ông cho biết, theo ông thì đối thoại là gì? Và để cuộc đối thoại có ý nghĩa, có kết quả thì cần phải có những điều kiện gì, thưa luật sư? Dạ, thưa anh, thì về vấn đề đối thoại thì phải nói rằng trước hết là nó phải hội đủ các yếu tố sau đây. Thứ nhất là thành phần tham gia có thể là nhiều bên, mà tối thiểu ít nhất là phải hai bên. Thứ hai đó là đề tài đối thoại. Thứ ba đó là tranh luận công bằng, và thứ tư đó kết quả và cái mục tiêu hướng đến. Với các nội dung ông vừa trình bày, thì theo ông, thì liệu trong bối cảnh tình hình hiện nay, những điều kiện cần thiết mà ông vừa nói đã hội đủ chưa thưa ông? Dạ thưa anh Hải Nguyên và thưa quý vị thính giả, thì phải nói rằng đó là vấn đề mà Cộng sản Việt Nam hiện nay họ muốn vừa qua đó, họ thì họ có tuyên bố rằng đó là họ muốn đối thoại. Thì theo những cái điều kiện mà tôi vừa mới trình bày ở trên đó, thì chúng ta thấy rằng đó là Cộng sản Việt Nam đó đưa ra cái vấn đề đối thoại, nhưng mà thật sự đó là họ không có biết là họ sẽ đối thoại với ai. Vì chúng ta hiểu rằng đó là trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay đó, thì không có một đảng phái đối lập, không có một cái tổ chức xã hội dân sự nào hay là bất cứ một cái hiệp hội nào mà có cái vấn đề có thể là một cái tổ chức độc lập để mà có thể đại diện để mà nói chuyện với lại nhà nước. Cho nên chính vì vậy đó là cái điều kiện đầu tiên đó là các thành phần tham gia đó, thì chúng ta thấy rằng hầu như nó không có đáp ứng đủ để mà thực hiện cái cuộc đối thoại. Thì chúng ta thấy rằng đó là nếu mà không có cái người đại diện thực sự đó, thì không lý là bây giờ Đảng Cộng sản đó họ nói chuyện với 90 triệu dân, thì cái điều đó là đương nhiên là không thể được. Thì họ phải nói chuyện với những cái người đại diện, hoặc là những cái tổ chức, hoặc những đảng phái, thì điều này là chưa có. Và cái điều thứ hai đó, khi mà đã không có cái điều thứ nhất này, điều tối quan trọng này á, thì cái vấn đề đối thoại đó, các cái đề tài đối thoại đó thì nó sẽ không được đề cập đến. Và những cái điều sau chẳng hạn như tranh luận công bằng với lại kết quả và các mục tiêu hướng tới thì đương nhiên sẽ không thực hiện được thưa anh. Và bây giờ xin trở lại với câu tuyên bố sẵn sàng đối thoại của trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng. Xin ông cho biết nhận định về lời tuyên bố này. Dạ thưa anh, thì đối với người Cộng sản đó, thì chúng ta cũng có rất là nhiều kinh nghiệm mà về các cái lời kêu gọi của họ. Chẳng hạn như mới đây đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cái năm 2013 đó, trong cái vấn đề mà sửa đổi hiến pháp đó, thì nhà nước Cộng sản đó là cũng kêu gọi người dân đó là đóng góp ý kiến, rồi cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến, rồi để mà cho cái hiến pháp của nhà nước Cộng sản đó là nó có một cái tính chính danh, cũng như là nó có giá trị về mặt pháp lý cũng như là về mặt công luận. Nhưng mà tuy nhiên như anh Hải Nguyên cũng như quý vị thính giả cũng còn nhớ đó, thì chúng ta thấy rằng đó các cái góp ý của đồng bào đó, mặc dù đó là họ gửi về cho ủy ban tu chính hiến pháp đó, rồi chúng ta thấy rằng nhóm 61 của bên luật sư Lê Hiếu Đằng đó, rồi nhóm 72 chẳng hạn, họ đã viết kiến nghị rồi góp ý vân vân và vân vân. Nhưng mà thì cuối cùng đó chúng ta thấy rằng đó là ông Nguyễn Phú Trọng muốn tuyên bố rằng đó là đừng có lợi dụng cái vấn đề góp ý này để mà chống phá đảng hay là làm suy yếu cái bộ máy cầm quyền. Thì như vậy rõ ràng đó chúng ta thấy đó là người Cộng sản đó họ thường đó là tuyên bố hoặc là họ đưa ra những cái vấn đề đối thoại như gần đây chẳng hạn của ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương đó, Võ Văn Thưởng đó, thì tôi thấy rằng đó đây hoàn toàn nó chỉ là những cái màn kịch, hoặc là họ với một cái dục ý nào đó để mà họ đánh lừa dư luận, hoặc là họ lại tiếp tục những cái hoạch định của họ hay là những cái âm mưu của họ, để mà cuối cùng đó thì cũng không có đi đến đâu. Mà chúng ta thấy rằng có như vừa rồi chúng ta thấy cái vụ Đồng Tâm đó, chính cái ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đó, ông ta về rồi ông ta hứa hẹn, ông ta viết giấy cam kết rồi tất cả mọi cái, nhưng mà xin thưa rằng đó tất cả mọi việc sau này đó chúng ta thấy cái kết quả đó là cuối cùng đó người dân Đồng Tâm được cái gì, họ cuối cùng họ bị truy tố và cuối cùng đất đai họ cũng bị mất. Cho nên xin thưa rằng cái vấn đề mà những người Cộng sản họ tuyên bố những chương trình này nọ đó, rồi những đối thoại hay nói chuyện hay là bàn bạc như thế nào, thì xin thưa rằng phải rất hết sức thận trọng đó thưa.
Chúng tôi xin được tạm ngưng cuộc hội thoại cùng luật sư Trần Quốc Hiền tại đây. Mời quý thính giả đón theo dõi tiếp cuộc hội luận của chúng tôi cùng luật sư Hiền vào tuần sau, cũng qua đề tài đối thoại với Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, sau thời kỳ độc lập hơn 400 năm kể từ thế kỷ thứ 10, nước Đại Việt có nguy cơ trở thành quận huyện của giặc Tàu. Trước thảm cảnh đó, một nông dân áo vải xuất hiện phất cờ khởi nghĩa tại vùng đất Lũng Nhai, chiến đấu hơn 10 năm mới chấm dứt 20 năm cai trị của giặc ngoại xâm phương Bắc. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Bình Định Vương Lê Lợi của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh và Minh Nguyệt, để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Đức Lê Lợi sinh ngày 10 tháng 9 năm 1385, nhằm ngày mùng 6 tháng 8 năm Ất Sửu. Sau khi Hồ Quý Ly ép bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô và giết hàng loạt trung thần của nhà Trần, tháng 2 năm Canh Thìn năm 1400, Hồ Quý Ly trút ngôi của Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ. Năm 1407, nhà Minh đã nhân cơ hội Hồ Quý Ly cướp ngôi vua, đưa quân tràn xuống xâm lăng nước Việt. Nhà Minh thực hiện chính sách xóa bỏ nền văn minh sông Hồng bằng cách đốt phá các loại sách văn bia nói về dân Việt, khiến cho dân Việt bị uất ức và căm phẫn. Mùa xuân năm 1416, Đức Lê Lợi đã cùng những 17 anh hùng hào kiệt chính thức phất cờ khởi nghĩa tại Lũng Nhai. Ngài tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi con dân Việt vùng lên đánh đuổi quân Minh xâm lược để cứu nguy tổ quốc. Trong thời gian đầu, lực lượng của quân Lâm Sơn còn yếu thế, chỉ có vài ngàn người với lương thực thiếu thốn, chỉ thắng được vài trận nhỏ và thường bị quân Minh đánh bại. Qua 3 lần thua trận, vào những năm 1418, năm 1419, năm 1422, quân Lâm Sơn phải rút về Chí Linh. Năm 1424, Đức Lê Lợi quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. Trên đường đi, quân Lâm Sơn đánh hạ thành Đa Căng, Trà Long, tướng cầm bành đầu hàng. Sau đó, Đức Lê Lợi cử Đinh Liệt mang quân vào đánh Nghệ An. Tướng Minh là Trần Trí thua chạy về Đông Quan. Đức Lê Lợi sai Đinh Lễ đem quân ra đánh Diễn Châu. Quân Minh thua trận, tháo chạy về Tây Đô. Đến cuối năm 1425, quân Lâm Sơn làm chủ tình hình toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở vào. Các thành trì của quân Minh đều bị bao vây. Sau chiến thắng Tốt Động vào đầu năm 1427, Đức Lê Lợi cử Trần Nguyên Hãn và Bùi Bị chia quân làm hai mũi dùi, tiến đánh Đông Quan bằng đường thủy lẫn đường bộ. Tướng Minh là Thái Phúc nộp thành Nghệ An xin hàng. Tướng Liễu Thăng và lương minh của giặc Minh bị tướng Lê Sát và Trần Lụ phục kích giết chết tại Chi Lăng. Một vạn quân tan hàng, Lý Khánh tự vẫn. Đức Lê Lợi cử Trần Nguyên Hãn chặn đường Vận Lương, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí tiếp ứng cho Lê Sát, cùng tiến công giết hai vạn quân Minh ở Xương Giang. Tướng Hoàng Phúc và ba vạn quân Minh đầu hàng. Thôi Tụ không chịu hàng nên bị quân Lam Sơn giết chết. Khi Vương Thông rút quân về nước, các tướng Lam Sơn muốn rượt theo truy nã, giết hết để trả thù tội ác khi cai trị dân Việt. Nhưng Đức Lê Lợi không đồng ý, ngài lại cung cấp thuyền và ngựa cho quân Minh rút lui về nước. Đức Lê Lợi sai Nguyễn Trãi thảo bài hịch Bình Ngô Đại Cáo để bố cáo cho toàn dân biết cuộc chiến đánh giặc Minh đã toàn thắng. Đây là án văn chương nổi tiếng rất có giá trị, được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai sau bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Đức Lý Thường Kiệt. Đức Lê Lợi lên ngôi năm 1428, xưng là Lê Thái Tổ, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Kinh. Thời kỳ dựng nước Đại Việt của vua Lê Thái Tổ rất khó khăn, do hậu quả tận diệt văn hóa Việt của quân Minh trước đó. Các tài liệu, thư tịch, văn học, nghệ thuật bị tàn phá nặng nề. Các học giả và nhân tài của Đại Việt đều bị bắt
đem về Tàu. Nhưng sức bật của truyền thống chống ngoại xâm và nền văn hiến có gốc rễ lâu bền là yếu tố và sức mạnh giúp ngài vượt qua. Đức Lê Lợi là vị vua có công đánh đuổi quân Minh xâm lược, sáng lập nhà Hậu Lê, một triều đại tồn tại lâu dài trong sự Việt. Việt Nam là một nước duy nhất ở phương Nam chặn đứng được quân xâm lược phương Bắc và là một nước có độc lập tự chủ thật sự. Tinh thần độc lập từ đời Lý qua đời Trần Lê đã khiến Việt Nam là nước duy nhất trong các nước Bắc Việt ở phía nam sông Dương Tử không bị Hán hóa. Vào năm 1077, Đức Lý Thường Kiệt, tổng chỉ huy quân dân Đại Việt trong cuộc chiến chống quân Tống xâm lăng, với trận đại thắng lẫy lừng ở Như Nguyệt, tên tuổi của ngài đã vang dội khắp nơi và trở thành bất tử trong sử Việt, nhất là bài hịch Nam Quốc Sơn Hà với 4 câu thơ bất hủ đã nói lên ý chí quật cường và tự chủ của dòng giống Lạc Hồng, làm cho nhà Tống bên Tàu không dám coi thường nước Đại Việt. Hơn 350 năm sau, bài hịch Bình Ngô Đại Cáo của Đức Nguyễn Trãi thời vua Lê Thái Tổ cũng được xem như bản tuyên ngôn độc lập. Án văn nổi tiếng này đã làm cho tinh thần dân tộc tự chủ phát khởi và gia tăng hùng khí cho phương Nam trước giặc ngoại xâm phương Bắc. Trong thời điểm đen tối của đất nước hiện nay, chúng ta cần ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc để khơi lại dòng máu quật cường bất khuất trước sự cai trị độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chế độ đã và đang đẩy dân tộc vào một thời kỳ tối tăm và tồi tệ chưa từng có trong trang sử Việt, để cùng tranh đấu giải thể chế độ này. Sau đó, noi theo tinh thần dân tộc tự chủ của Đức Bình Định Vương Lê Lợi, đồng tâm hiệp lực chống giặc ngoại xâm, đòi lại lãnh thổ và lãnh hải mà Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã dâng hiến cho Tàu Cộng. Ngàn kiếp trao con mình theo gương sáng người xưa, yêu non sông thề quyết giữ quê mình muôn năm, bao gian nguy cùng đi tới hiến dâng lên kiếp người, cho mai sau sáng huy hoàng một nước Việt Nam, cho mai sau tiến không ngừng nói sớm. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Phúc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.